Này này chơi game Kai'Sa xét lật nè. Cái la đội hình nó biết vậy biết nó thua rồi đó. Ok la đội hình nó vậy mà nó win sao được, đội hình nó vậy nó win chỉ có một cái điều kiện duy nhất thôi là anh Ken nó phải 10-0, đội hình bên kia nó muốn win anh Ken nó phải 10-0 5-0, Ken nó win 5-0 anh Ken nó chỉ cần chết mạng thôi bên kia thua. Ok đầu game Ken 5-0 thì thua chứ anh Ken nó 5-1 nó cũng thua. Vô 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 Oh. Non, xin. Ai á, ai á, ai á. Ai á, anh chạy được mà em ơi. Oh no. Chạy được mà sao em đúp vô chi vậy? Dạ, khởi đầu không như mơ rồi. Xin lỗi. Đơ làm sub nó bị phân tâm rồi sub nó sẽ lý veo luôn à. Ủa sao nó có tầm nhìn đơ ta, đơ vừa phá mắt xong rồi cái sao nó dừng bắn đơ được nhỉ? Ôi gì vậy? Chưa mở màn hình luôn hả? Sub mình mất lát anh em ơi. Bật cái màn hình lên, bật cái màn hình lên, bật cái màn hình lên. Cảm ơn anh em nha, ok. Lỡ đơ lỡ đơ. Đúng là trong lòng mình không muốn chơi game nhưng mà mình bị viewer dí chơi game tiếp cho nên nhiều cái sai sót. Ai không lát mà em sùng quá vậy? Không lát mà em chiến thần dữ vậy? Anh biết không lát nó khai thác. Quỳnh để nó cầm vào máu ta. Trời ơi, nó không lách. Chiến 2 được không? Oh! Yes sir. Nice sir. Lại la, lại la. Lạ lây, lạ lây. Lớm đất ấy trời ơi. Có lát nó dụ, nó dụ, nó dụ đó. Chết này, chết này. Ủa? Ủa? À, xin cha. Ghê. Ai da rồi sao quấn? Ai da 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 vô vô vô. Hồi mà cái này điều kiện hắn là ăn Ken mà ăn Ken nó xanh được cúp rồi. Ha Ken nó xanh thiệt luôn chứ. No way, cút rồi, xì ba. Em bị kia hất tung chứ.
đậu xanh nó hấp huyết kia kìa. Mà đúng là cái game này chỉ có con kèn nó xanh mới thua được đúng cái điều kiện đó thôi đó. Tại sao vậy? Biết điều kiện nó là mơ. Sao nó lại xanh vậy? Nó đâu có 50 đâu, nó 71. Oh no. Trời, xong bỏ trụ đi anh em ơi, anh em chiến dữ vậy. Lê hiềm khô, lê hiềm khô, lê hiềm khô. Ai à. Má, đúng là nghèo hay xui. Mua lộn đồ nữa, mua dao găm mà. Ừ, lấy thêm trở lại. Dina có gỡ chưa? Mấy giây? Ừ, ôi da, sao mình không ăn mạng vậy? Cố lên em ơi, tập trung đánh anh em ơi. Win được, không win cũng phải tập trung á. Ờ, chơi lộn dữ vậy. Sao tôi không nghe, tôi không thấy đâu. Hai chữ mắng người ta giả tiết thôi. Win được, chữ mắng người ta. Ủa chết, đang chết. Ủa em chết on được chứ, mấy anh kia chết on đi cho nó mới tập trung đi, mấy anh kia chết on đi tập trung đi, tầm này bỏ nhà bỏ cửa đi đép gì nữa nè, cho lấy vàng trụ ngoài đi rồi farm đi, điều kiện thắng của mình là Kai'Sa 4 đồ, Kai'Sa câu được tới lúc Kai'Sa 4 đồ là win, Kai'Sa có cái nanh với cái mũ là win đó. Trời cục ơi. Ừ em đâu rồi, trời trời sáng quậy thì ghê vậy, game thủ hả, combo cái sơ ác vậy, combo hay thế. Give me everything đi, có gì cho tôi đó đi. À nào, lên farm quay này xong chết không vậy, nghi lắm à, chạy giá đi, bỏ xe luôn, xe cộ gì tầm này nữa. Trời ơi, bên kia nó kia đi chung không vậy, quăng game đi. Tôi đau đớn, tôi gục ngã. Ok, không sao. Chỉ được một mạng rồi. Trời ơi, không lên chém nó, cho nó về vậy? Tụi nó ăn ba con rồi mà. Không lên chém nó.
Mũi chích quá vậy. Trời không chết luôn. Chị gai. Ây da, ba đèn cần mũi chích nó chưa cày vãi nồi. Phải không? Phải bố trụ lấy hết nhà lính, giờ là ngon rồi sao chết tùm lum vậy? Báo thủ. Nãy sai, xì ba.